chào quý vị khán giả. Có một cách rất là đơn giản để chúng ta có thể gọi Thượng Đế hay ông trời là cha của mình. Ở trong Kinh Thánh Esai đoạn số 55 câu số 6 thì chúng ta biết hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Có một câu ngạn ngữ, con người sống để có một cái gì để yêu thương và có một cái gì để tôn kính. Dù bạn là ai, giàu hay nghèo, tri thức hay là bình dân, ở một quốc gia thịnh vượng hay là ở một dân tộc thiểu số, thì tôi biết chắc rằng là trong đời sống của quý vị cũng có một cái lòng tin và một đấng nào đó mà chúng ta không biết. Và Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng con người tạo dựng, được tạo dựng do bởi Thượng Đế, và Thượng Đế đã đặt cái hình ảnh của chính Ngài vào ở trong con người đó. Cho nên cuộc sống của chúng ta đó không phải là chỉ có cơm áo gạo tiền quanh vẫn với những nhu cầu hàng ngày, nhưng mà nó còn có một giá trị cao hơn ở trong đời sống của chúng ta, đó là chính là hình ảnh Thượng Đế ở trong đời sống của chúng ta và một đấng mà chúng ta thờ phượng Ngài. Ở trong Kinh Thánh Ê-sai mà tôi đọc phần hồi nãy, trong đoạn 55 câu số 6 đó, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Và người Đông phương của mình thì hay biết, chúng ta biết về Khổng Tử và triết lý của Khổng Tử thì cho rằng ngô thập hữu ngũ nhi trí phu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoạt, và ngũ thập nhi tri thiên mệnh. Tức là đến cái tuổi mà ngũ thập á, đến cái tuổi 50 đó, thì chúng ta mới là tri thiên mệnh, chúng ta biết cái mệnh trời. Nhưng mà chúng ta thấy khi mà mình đi ra ngoài nghĩa trang, khi mình đi ra ngoài nghĩa địa, thì trong nghĩa trang, trong nghĩa địa thì không cần phân biệt tuổi tác. Ở cái tuổi sơ sinh chúng ta cũng có thấy ở trong cái nghĩa trang, hoặc ở những cái tuổi già chúng ta cũng có thấy ở trong nghĩa trang. Và có một câu ngạn ngữ là lưới hỏa ngục được lợp bằng những cơ hội bị đánh mất. Cho nên không bất cứ một cái tuổi nào, đợi đến tuổi 50 hoặc là đến cái tuổi già chúng ta mới tìm thấy, mới đi tìm cái chân lý, mới đi tìm một cái gì đó tâm linh ở trong đời sống của mình. Kinh Thánh trình bày, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời người. Chúng ta hãy sửa soạn để chúng ta gặp Đức Chúa Trời của chúng ta. Theo cái suy nghĩ bình thường đó, thì cuộc sống là một chuyến du hành về cõi chết. Tức là cuộc sống của con người đó, là một chuyến du hành về cõi chết. Dầu chúng ta ở cái loại toa tàu nào ở trên cái chuyến du hành đó, chúng ta ở trong một cái loại toa tàu nghèo hoặc là giàu hoặc là có nhiều thức ăn vân vân đi chăng nữa, nhưng mà cái ga đến cuối cùng của chúng ta là chầu trời, là đối diện với Thượng Đế. Cho nên nếu như trên chuyến tàu của cuộc đời của quý vị giúp đỡ người này người kia, tu thân tích đức, làm mọi thứ việc lành, và chúng ta với một hy vọng rằng khi chúng ta làm việc lành á, thì cái việc lành đó nó có thể là cái bậc thang để giúp cho chúng ta lên đến được Đức Chúa Trời, để tìm kiếm Đức Chúa Trời và đến được với thiên đàng. Nhưng mà Kinh Phật thì nói khi mà chỉ cần một cái ý nghĩ sân si trong đời sống của chúng ta thì chúng ta có thể làm thiêu trụi hàng vạn ngàn công đức, tức là nhất niệm sân si khởi đang thiêu thiên vạn công đức chi lâm. Chỉ cần một ý niệm sân si, một cái niềm giận ở trên đời sống của chúng ta thì tất cả những điều công đức của chúng ta có thể tan thành mây khói. Cho nên chúng ta không thể nào cậy công đức, cậy cái những điều mình làm để mà mình được đến với Đức Chúa Trời, mình được bước vào ở trong thiên đàng. Và cách đây hơn 2000 năm, Chúa Giêsu đã đến thế gian này. Ngài sinh ra nơi chuồng chiên máng cỏ, một cuộc đời thật là bình thường. Nhưng mà Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ, Ngài chữa lành cho những cái người bị bệnh, Ngài kêu những người chết sống lại, và Ngài thực hiện nhiều phép lạ ở trên trần gian này. Và Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá để cho mỗi người chúng ta được làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Và cái giá chuộc của Chúa Giêsu thật là lớn lao ở trên đời sống
của nhân loại này. Và Chúa Jesus chết thập tự giá chính vì cho tôi và cho quý vị, cho mỗi người chúng ta. Và sự chết của Chúa Jesus thập tự giá là một chiếc cầu nối giữa con người với lại Thượng Đế, với lại Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết là nhưng hỡi ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh bày tỏ ra rất rõ ràng, tất cả những người nào mà tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong đời sống của mình thì người đó được một cái đặc ân là được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và người đó được gọi Thượng Đế, được gọi ông trời là ba của mình một cách rất là thân mật và có cái gì đó gần gũi đến với cái đời sống của người đó. Khi mà chúng ta gọi ông trời là cha của chúng ta thì mình thật là phước hạnh, thật là vui mừng khi mình được gọi ông trời là cha của mình. Chúng ta cũng sống cuộc sống hàng ngày của mình, cũng làm việc, cũng kiếm tiền, cũng mưu sinh, cũng nuôi dạy con cái. Nhưng mà bên cạnh đó mình thấy cuộc đời mình á, nó có một cái ý nghĩa cao hơn. Tức là bây giờ mình biết rằng mình là con của Thượng Đế. Và cuộc sống của mình không phải là một chuyến du hành về cõi chết nữa, nhưng mà cuộc sống của mình là một chuyến du hành về cõi vĩnh hằng, về thiên quốc, về thiên đàng. Bởi vì chúng ta biết chắc rằng khi chúng ta trở về với Chúa thì Chúa sẽ nhìn chúng ta như là một người con vui, một người cha vui mừng gặp lại người con của mình. Như tôi nói ở trong phần đầu của cái sứ điệp mà tôi muốn chia sẻ là có một cách rất đơn giản để gọi Thượng Đế hay là gọi ông trời đó là cha của mình. Và cách đó Kinh Thánh nói là hỡi ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép được trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời. Một việc là rất đơn giản là chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu vào ở trong đời sống của mình. Dầu các bạn, dầu quý vị đang làm gì ở đâu hoặc là ở trong một cái chỗ nào đó, nhưng mà ngay thì giờ này nếu như chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong đời sống của mình, chúng ta mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong đời sống của mình, thì chính Chúa Giêsu, con một của Đức Chúa Trời, sẽ bước vào ở trong đời sống của chúng ta. Kinh Thánh trong Khải Huyền Chúa nói: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người đó. Và Chúa Giêsu đang đứng trước cửa lòng của quý vị, và Chúa Giêsu muốn bước vào ở trong đời sống của quý vị để làm Chúa và làm chủ ở trong đời sống của quý vị. Đừng chần chờ, đây là cơ hội đến để chúng ta có thể nghe tin lành và chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu vào ở trong đời sống của mình. Và chúng ta không cần phải chờ đến khi nào mình đủ tốt, hoặc là chờ đến khi nào mà mình đủ học thức mình mới tiếp nhận Chúa, hoặc là khi nào mà mình lớn tuổi mình tiếp nhận Chúa. Ngay bây giờ, ngay thời điểm bây giờ, ngay lúc chúng ta nghe sứ điệp này, chúng ta có thể mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa Giêsu vào ở trong đời sống của mình. Và khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong đời sống của mình, quý vị sẽ kinh nghiệm và khám phá được một sự ngọt ngào và một cái đặc ân khi quý vị được làm con của Thượng Đế, là đấng tạo dựng nên cả trời đất và vũ trụ này. Tôi cảm ơn Chúa là tôi tiếp nhận Chúa khi mà những năm mà mình còn trẻ tuổi, và thực phước hạnh và sự thương xót của Chúa cứ theo đuổi trên đời sống của mình. Và mỗi lần mình nhìn lại thì mình thấy được quả thực mình tin Chúa là một phước hạnh ở trên đời sống của quý vị, của mình. Cho nên đây là cơ hội để chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong đời sống của mình. Bây giờ thì nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong đời sống của mình thì chúng ta có thể lặp lại và nói theo lời cầu nguyện sau đây. Tôi xin được nói trước và quý vị nói theo sau, để chúng ta giống như là mình bước đầu một người con đến với cha của mình và tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong đời sống của mình. Tôi xin được nói trước. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã cho con nghe sứ điệp này. Con xin rộng mở tấm lòng mình, mời Ngài bước vào đời sống, làm Chúa và làm chủ cuộc đời con. Con cảm ơn Cha
con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Và ngay bây giờ này thì chúng ta đã là con của Thượng Đế, và chúng ta đến với Ngài và chúng ta có thể cầu nguyện mỗi ngày, chúng ta có thể cầu nguyện, chúng ta có thể thưa trình với Chúa như là một người con đến với một người cha của mình. Một lần nữa xin cảm ơn quý khán giả, và để mà gây dựng niềm tin và biết thêm về Chúa, chúng ta có thể liên lạc với những cái nhà thờ gần nơi chúng ta sinh sống hoặc là những anh em trong chúa khác. Xin trân trọng kính chào.